Tử Di nữ mạng tuổi Nhâm Tức 1982, trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan Tử Di năm sinh: năm Nhâm Tức 1982 nữ mạng. Vào năm Giáp Thìn 2024, mệnh chủ bước sang 43 tuổi âm lịch, 42 tuổi dương lịch. Nữ Nhâm Tức sinh năm 1982 thuộc mệnh Thủy, sẽ phù hợp với các con số 0, 1 hành Thủy, tương sinh với số 6, 7 hành Kim và 2, 4 hành Mộc. Người sinh năm 1982 có ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy, tức nước biển lớn. Nữ mệnh tuổi này thuộc cung Càn, thuộc Tây tứ mệnh. Nữ mạng tuổi Nhâm Tức là người thông minh, túc trí đa mưu, luôn cố gắng chu toàn mọi chuyện. Sao chiếu mệnh nữ mạng tuổi Nhâm Tức 1982 trong năm 2022. Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tức 1982 là sao Thái Dương. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang, thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài, phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự điều may. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mệnh cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác lo toan mọi chuyện, ngày càng khỏe mạnh duyên dáng, có thể gặp tai ách vào các tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6, có mà tiền vơ, cầu trời lại Phật Nam Mô. Sao tốt ở phải cây khô ga chòi, sao tốt vận xấu than ôi. Thái Dương minh bạch đi đôi khác gì, hạng nặng phải tránh kẻo nguy. Chú ý sao tốt mát thì loạn lây, Thái Dương mọc là cây mùa thu kỵ, năm khách ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Cúng dân sao Thái Dương theo quan niệm truyền thống người xưa thường làm lễ cúng dân sao hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho gia đình con cháu bình an và mạnh khỏe, dạng sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dân sao hạn Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, thời gian cũng là từ 21 giờ đến 23 giờ. Khi cúng, gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng đông lại 12 lại. Vận hạn nữ mạng tuổi Nhâm Tức 1982 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn sao của tuổi Nhâm Tức 1982 trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn Địa Dõng. Nhắc đến hạn Địa Dõng, người xưa có hai câu thơ Lục Bát như sau: Địa Dõng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đon gầy gà. Địa Võng là hạn xấu, chủ về tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế Việt đặc biệt không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở lại ngủ nhờ, chẳng may tai bay quạ gió, hao tiền tốn của dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Tam tai không phạm, kim lâu không phạm, hang ốc không phạm, thái tế phạm xung thái tế, hạn chế đi đám ma, đám hiếu không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia, tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng.
Thân chủ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành, không đến nơi hoang vu. Hiểu lắm, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ, heo hút âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tế, không tiến hành chuyện lớn chuyện nhỏ đại sự. Tốt nhất nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không nên đứng ra giúp đỡ hay đảm bảo cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tế, tối kỵ, bốc đồng, nổi nóng. Không lo chuyện bao đồng giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền, bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng. Nên lánh đi là hơn. Tổng kết, năm 2024 là năm tốt hợp cho gia chủ. 1982 mua nhà, xây nhà hoặc sửa nhà. Qua những phân tích đánh giá bên trên, chúng ta có thể thấy năm 2024 gia chủ sinh năm 1982 không phạm bất kỳ một vận hạn nào. Điều này chứng tỏ đây là một năm cực kỳ đẹp để gia chủ 1982 có thể tiến hành xây sửa nhà cửa. Nếu gia chủ 1982 bỏ lỡ thì phải đợi rất lâu sau mới có một năm đẹp như thế này để làm những việc trọng đại. Nếu không làm nhà năm này, gia chủ 1982 có thể cho mượn tuổi xây nhà. Thực tế cho thấy việc cho mượn tuổi không ảnh hưởng gì đến bản thân, mà đây là việc tốt giúp người khác tránh được hạn tam tai, kim lâu hay hạn hoang ốc. Việc làm tuy nhiên khi cho mượn tuổi cần phải ghi nhớ những điều sau. Chỉ người nam mới được cho mượn tuổi, không cho mượn tuổi khi đang chịu tang. Không cho hai người mượn tuổi cùng một lúc để tránh xung đột khi cho mượn tuổi. Bản thân không chịu ba hạn tam tai, kim lâu, hoang ốc. Xem tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, đầu xuân, mới bên gia đạo, đón Tết, nữ mạng Nhâm Tuất cần cẩn thận về phương tiện tài chính vì chủ về hao tán nhiều tiền bạc cho công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 2 âm lịch, coi tử vi Nhâm Tuất 2024 xét thấy đây là tháng nữ mạng sinh năm 1982 không nên có sự mở mang thêm mới cho công việc kinh doanh, làm ăn hay đầu tư mới, vì đầu tư hay mở rộng thời điểm này đều không được. Tháng 3 âm lịch, trong tháng này chú ý về vấn đề liên quan đến sức khỏe, có thể bị bệnh tật chuyển biến bất cứ lúc nào. Công việc làm ăn không cần lo ngại vì tương đối ổn định và bình thường. Tháng 4 âm lịch, tháng này tử vi Nhâm Tuất dự báo được quý nhân giúp đỡ trong công việc cuộc sống, theo đó triển khai công việc gì cũng đạt được kết quả khá tốt và thỏa nguyện vọng đặt ra. Tháng 5 âm lịch, trong tháng này nếu xuất hành cho công việc thì người nữ mạng Nhâm Tuất dễ gặp bất lợi liên quan đến vấn đề pháp lý cửa quan. Do vậy, tử vi khuyên quý bà nên hết sức cẩn thận. Tháng 6 âm lịch, đây là tháng dự báo có những tin vui đưa về nơi ăn chốn ở cho cuộc sống của nữ mạng tuổi này. Công việc làm ăn cũng có thể chuyển biến tốt lên trong
thấy. Tháng 7 âm lịch, nữ mạng Nhâm Tuất trong tháng này cần chú ý về việc tiêu pha tiền bạc, vì tháng này chủ về tiêu pha nhiều khoản tiền lớn, bên cạnh đó có chuyện đưa tới. Tháng 8 âm lịch, tử vi Nhâm Tuất tháng 8 chủ về khởi sắc, công việc làm ăn kinh doanh, tuy nhiên luôn cần cẩn thận vì bên cạnh có nhiều người tìm cách ngăn trở. Tháng 9 âm lịch, trong tháng 9 cơ bản công việc cũng như tiền bạc được hanh thông và đón nhiều tài lộc xuất hiện trong kinh doanh. Tháng 10 âm lịch, công việc làm ăn của nữ mạng tuổi Nhâm Tuất không được tốt, thậm chí nữ mạng tuổi này còn có thể đang phải đối mặt nhiều khó khăn. Tháng 11 âm lịch, không nên tiến hành mở mang công việc trong tháng 11 âm lịch, đây là tháng với nhiều bất lợi cho công ăn, việc làm, kinh doanh, nên người tuổi này nên lưu ý. Tháng 12 âm lịch, tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tuất năm 2024, trong tháng này nhiều khoản tiền bạc phải chi trả phục vụ cho cuộc sống hàng tháng. Cuối năm người nữ mạng tuổi Nhâm Tuất không kỳ vọng có tài khoản dư giả, mà chỉ cơ bản tiền kiếm ra dùng cho chi tiêu vừa đủ